Vâng, tín hiền chào bác nha, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nha. Tiếp tục với chương trình video thì lên nhanh bác một số mã hàng về dịp Tết sắp tới này. Đấy, các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn. Các bác ưng về cái mã hàng nào thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em nhá. Hai cái số điện thoại thì em đang để trực tiếp ở trên màn hình nhá, gọi điện theo hai số ở trên màn hình để em tư vấn và chốt đơn hàng. Và lưu ý cho em khi mà các bác mua hàng thì nhớ cho em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán nhá. Và nhắc luôn các bác là khoảng tầm 20 âm lịch là bên em sẽ nghỉ Tết rồi thì chắc khoảng tầm 10 ngày nữa thôi. Đấy thì các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn vì bên vận chuyển hiện tại đang quá tải và hàng đi rất là chậm. Đấy thì các bác ưng cái mã hàng nào thì cứ tranh thủ là mua luôn đi. Đấy, bên em có đơn là bên em gửi luôn cho nó nhanh với nhá. Mình có hàng mình nhận trước Tết luôn. Đấy, để các bác dùng luôn nhá. Nhiều khi là đến 27 28 các bác có điện bảo còn gửi hàng không thì đến lúc ấy thì nhà em chịu không thể gửi được các bạn. Đấy vì các bác mua nó quá là sát Tết rồi. Đấy thì tranh thủ còn ít ngày nữa các bác tranh thủ là chốt đơn nhanh luôn không nhá. Đấy vì nó đang rất là cận kề rồi. Tầm chục ngày nữa là bên vận chuyển người ta cũng không thể nhận được nữa. Đấy thì các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn. Rồi, em sẽ đi vào những cái mã hàng vào những cái dịp Tết. Đấy các bác cần dùng nhất. Em sẽ quay trước để các bác xem ưng mã nào thì liên hệ mua luôn không nhá. Rồi cái mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái khăn mặt với khăn tắm này. Lên mã thì em sẽ là khăn mặt và khăn tắm nhá. Khăn mặt khăn tắm để về các bác Tết nhất này, nhà con cái về đông người này. Đấy thì các bác mua về để sắm cho mọi người dùng cả nhà luôn này. Đấy thì hiện tại bên em đang có khăn mặt và khăn tắm nhá. Và đây có cả khăn lau bát luôn này. Khăn để các bác lau nhà bếp này. Thì đây, lên luôn cho bác mã hàng đó là cái khăn tắm nhá, khăn tắm lên mã em cái khăn tắm nhá. Khăn tắm này thì kích thước cực kỳ to luôn. 1m4 nhá, 1m4 nhân với lại 70. Đấy em báo giá luôn. Bên em đang bán chỉ có giá là 40.000 một cái thôi. Đấy mình mua về mỗi người dùng một cái. Đấy, đôi khi mình tắm xong có cái là mình lau người lau ngậm cho nó khô ráo luôn nhé. Đấy, đặc biệt là các bác tắm xong cái lỗ chân lông nó hay hở rất là to. Đấy mình có cái khăn mình khoác vào mình lau cho nó khô người đi. Đấy tránh tình trạng hay tắm xong rất hay bị cảm với đột quỵ thứ giờ hay xảy ra ấy. Thì các bác mua cho em cái khăn này về. Đấy mình tắm xong tắm rửa xong là mình có cái mình quàng luôn. Khăn có nhìn cái bông nó này. Đấy rất là bông. Nó dạng kiểu lông thỏ nhân tạo nhá. Cực kỳ là mịn luôn, siêu thấm hút nước nhá. Mà giá nó bình dân thôi. Dòng khăn tắm của Hàn Quốc nhá, giá đang gửi bác là 40k một cái nhá. Kích thước rất là to luôn, 1m4 nhân 70, cái này là một người lớn dùng thoải mái, đấy, trẻ em dùng hai đứa luôn. Đó, rất to, khăn tắm Hàn Quốc nhá, 40.000 một cái này. Tiếp theo thì là cái mã khăn mặt này. Khăn mặt thì bên em sẽ bán theo set nhá, bán theo set vì giá rất là rẻ, bán theo set cả một set 10 cái luôn. Sẽ có giá là 50k nhá, 50k. Lên mã của em sẽ là cái set khăn mặt. Đấy, set khăn mặt này. Set khăn mặt thì một set này sẽ là 10 chiếc này, 10 chiếc. Bữa trước bên em đang bán là 80.000 một set này, nay em giảm luôn các bác, giá chỉ còn có 50.000 thôi. Giá rất bình dân luôn, 50k một chiếc nhá. Khăn mặt cực kỳ to, cũng rất là bông thấm hút nước. Đấy, cũng của cùng hãng với khăn tắm này, rất to luôn. Khăn này kích thước của nó phải rơi khoảng tầm là đi 30 nhân với lại 40 nhá, rất to luôn nhá. Khăn to đấy, khăn dạng to chứ không phải khăn dạng nhỏ đâu. Bình thường là các bác hay mua ở quán xá giờ. Đấy nó đã rơi vào khoảng tầm là đi 10-15.000 một cái rồi mà cái khăn của nó rất là cứng. Các bác rửa mặt rất hay, nó bị rát mặt. Đây, khăn này rất là bông luôn, dùng cực kỳ thích luôn này. Đấy, bông nó sờ rất thích luôn. Đó, khăn dày rất là chắn nhá. Đấy, tính ra là vào có một set 10 cái là tính ra vào có 5.000 một cái thôi. Nó quá là rẻ luôn các bạn. Quá rẻ luôn, mình về mình mua về sử dụng cả gia đình nhà mình luôn. Đấy, khoảng tầm vài 3 tháng mình thay khăn mặt cho em một lần. Đấy, mình khăn mặt thì nói chung là các bác cứ nên thay liên tục đi. Vì nó cũng các bác rửa giấy xong là vi khuẩn cái thứ là nó tích tụ lâu ngày nó không tốt đâu, thì mình cứ mua về cả bịch này mình thay liên tục này. Đấy một bịch này coi như là mình dùng cả năm luôn. Đấy thì cứ vài ba tháng mình thay một cái, vài ba tháng mình thay một cái nhá. Một set khăn mặt 10 chiếc đang thanh lý giảm giá xả kho chỉ còn có 50.000 thôi. Khăn tắm thì cũng đang giảm giá chỉ còn có 40.000 thôi nhá. Đấy tiếp theo thì là cái mã khăn lau bếp này. Đấy, khăn lau nhà bếp rồi là các bác lau bát, lau đồ vặt, lau đồ dùng nhà mình này. Đấy chuẩn bị Tết nhất các bác lau dọn nhà cửa này. Đấy thì các bác mua cho em cái set này về. Một set này thì sẽ có là 10 cái khăn nhỏ này. Đấy 10 cái khăn nhỏ này cũng cực kỳ là bông nhá, thấm hút nước về các bác lau đồ. Đấy và cái khăn này thì mình có thể là sau khi mà mình lau bẩn xong thì mình có thể giặt rũ phơi khô và mình vẫn có thể là tái sử dụng được nhiều lần nhá. Đấy. Một set khăn lau bát này thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái khăn lau bát đi cho nó dễ, nó đỡ mình nhầm. Đó, một set khăn lau bát này sẽ có giá là 15.000 thôi các nhá, 15.000 thôi. Giá nó rất hạt rẻ luôn. Đấy 15k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái set khăn lau bát 10 cái nhá. Set khăn lau bát này. Set khăn lau bát 10 cái luôn nhá, 10 cái luôn. Đấy 10 cái. Giá chỉ có 15.000 thôi, 15k thôi. Giá rất hạt rẻ để xả kho bán nhanh bác luôn. Đó là 10 chiếc là 15k cho một cái set khăn lau bát này. Đấy, khăn cũng cực kỳ đẹp luôn. Đấy, rất chất lượng. Về các bác lau bát, lau đĩa này,
lau đồ vật này, lau đồ dùng nhà mình này, đấy dọn dẹp nhà cửa, lau ban bàn thờ cũng ok luôn cô nhá. Đó, một set này là 10 chiếc là 15k, khăn tắm thì là 40.000, còn cái set khăn mặt bên này thì đang bán là 50.000 thôi, giá rẻ nhất thị trường luôn, để các bác dễ mua về các bác sắm Tết sắm nhất cô nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác mã hàng rất là hay, đó là cái thảm lau chân. Đấy, về để các bác dùng Tết nhất này, nhà mình nhiều khách khứa ra vào này, rồi là các bác thay những cái thảm cũ đi. Đấy, năm mới năm me thay những cái thảm mới này vào cho nó đẹp này. Tết nhất thì người ra người vào cho đẹp nhá. Đấy thì về đây này về cực kỳ nhiều mẫu mã khác nhau nhá, để phục vụ các bác luôn. Cái mẫu này thì đa số hiện tại bên em đang có là hình chữ nhật nhá. Của nó là hình chữ nhật thì nó rất là vừa với đa số các loại cửa. Nhà cửa ở Việt Nam hiện tại bây giờ đấy thì nó sẽ có là một cái mặt nỉ bên trên này siêu thấm hút nước luôn nhá. Đấy, hàng này không thấm hút nước, không lấy tiền đấy. Và mặt sau thì sẽ là một cái lớp cao su non chống trơn trượt nhá, các bác có thể để trên mặt kính mặt đá hoa mà không lo nó bị trơn trượt. Đây, phần mặt trước rất đẹp luôn, nỉ và các phần họa tiết nó in 3D này, nó thêu 3D cực kỳ đẹp luôn đó, rất chi tiết nhá. Giá thì em báo giá luôn, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là thảm lau chân nhá. Thảm lau chân này thì bên em đang cũng đang giảm giá xả kho, bữa trước đang bán là 60.000, hôm nay em về đây bác mức giá rẻ giật mình luôn, 40.000 cho một chiếc nhá, 40.000 một chiếc thảm lau chân nha, 40k một chiếc. Kích thước của nó sẽ là 40 nhân với lại 60 đấy, 40 chiều rộng và 60 chiều dài nhá, rất là to luôn đấy, các bác để trước cửa ra vào thì mình nhìn rất là sang trọng lịch sự, sạch sẽ ok đấy. Lau chân trước các thứ là sạch sẽ ok luôn. Và em nói luôn là hàng bên em là hàng loại một nhá, hàng loại dày này, bình thường là các bác ra thị trường ấy là nó những cái hàng mà nó khâu viền cái thứ à, những cái hàng nó rất nhanh bong chỉ luôn. Hàng bên em nó là sẽ là hàng ép nhiệt này, các bác cứ dùng thoải mái, em bảo hành cho bác luôn. Riêng hàng này bảo hành cho bác luôn, vì như em cũng đã dùng con này khoảng tầm 2-3 năm nay rồi, bảo hành cho bác luôn, cực kỳ là chất lượng mà nó không có cái viền này. Các bác nói chung là những cái này các bác cứ hạn chế được những cái viền này rồi những cái chi tiết thừa ấy, là nó khi mà các bác dùng ấy nó rất là sạch đấy, nó đỡ bị bám bẩn. Nói chung là nó càng tối giản càng tốt, vì những cái đồ này là đồ mình để dưới đất mà đấy, nên là mình cứ càng tối giản chi tiết nó càng sạch sẽ mà, các bạn đó. Thì hàng cam kết bác là hàng loại một nhá, các bác cứ đặt thử cho em những cái shop khác đi đấy, những cái shop khác hàng nó rất là mỏng hoặc là nó khâu viền, những hàng khâu viền ấy thì nó rất hay bị bong đó. Thì đây hàng của em sẽ là hàng ép nhiệt nhá, hàng ép nhiệt, hàng loại một luôn đó. Cầm một cái thảm ấy nó nặng trịch luôn nhá, cầm một cái thảm nó nặng trịch luôn, rất chất lượng luôn nhá. Thảm lau chân nhá, thảm lau chân đang gửi bác là sẽ là 40k một chiếc thôi, 40k một chiếc. Kích thước của nó sẽ là 40 x 60, đang giảm giá xả kho. Đây các bác cho em, các bác nhìn này, rất nhiều mẫu mã đẹp nhá các bác nhá, cực kỳ nhiều mẫu mã đẹp. Thì em nhắc luôn là hàng này thì bên em không chọn mẫu nhá, bên em sẽ nhặt cho bác ngẫu nhiên thôi, vì nó nhiều mẫu lắm ạ, nhiều mẫu lắm. Nói chung là toàn những cái mẫu mà nó trang nhã, phù hợp với lại tất cả những người Việt Nam bây giờ. Đó, thảm lau chân nhá. Kích thước 40 x 60, giá đang gửi bác là đi 40.000 một tấm nhá, 40.000 một tấm. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lô đèn quay này, cái lô đèn quay 7 màu cực kỳ đẹp luôn. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là đèn quay. Hôm nay em cũng xả kho cái mã này luôn. Đèn quay này, đèn quay. Cái đèn quay này thì bữa trước đang bán cho bác là 70.000, hôm nay em về cho bác mức giá rất dễ mua luôn, giá chỉ còn có 40k một chiếc đèn quay thôi, 40.000 một chiếc nhá. Lên mã em sẽ là đèn quay 40.000 một chiếc. Đây, nó cắm trực tiếp cái nguồn là nguồn 220. Đấy, và đi kèm này nó có đuôi sẵn bên trong này rồi. Để về các bác chỉ việc cắm vào là các bác xài thôi. Nó sẽ gồm có là một bóng này và một cái đuôi cắm nha. Đấy, về các bác cứ cắm trực tiếp vào nguồn 220 nhá, xoáy vào cái đuôi này, sau đó các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220. Cái đuôi này rất hay là nó có tích hợp cả công tắc bật tắt đây luôn. Đấy, các bác dùng mà các bác bật lên, không dùng thì mình có thể tắt đi nhá. Đấy, vừa tiết kiệm điện này, vừa an toàn hiệu quả này. Đấy, về các bác cắm vào nó sẽ cứ quay tròn và nó ra rất nhiều màu sắc khác nhau, trang trí nhà cửa ngày Tết nhất cực kỳ là rực rỡ sắc màu luôn. Đây ơi, đấy, khi mà cắm vào nó sẽ cứ quay tròn này, các bác nhìn này. Đấy, quay tròn mà nó chiếu ra những cái tia rất là đẹp luôn này. Đó, chiếu ra những cái tia rất là đẹp luôn nhá. Đó, rất ok. Đấy, nó cứ quay tròn này nhá, cứ quay tròn này và nó chiếu ra rất nhiều màu sắc đẹp khác nhau. Đấy, nó chiếu lên đây, chiếu lên này. Đấy, cái thảm lau chân em đang dùng này. Đấy. Đây, đấy, chiếu ra rất nhiều màu sắc khác nhau và nó có cả công tắc đây nhá. Lúc nào dùng thì các bác bật lên, không dùng thì mình có thể tắt đi nhỉ. Đấy, dùng thì bật lên. Quá ok luôn, rất đẹp nhá. 40.000 một cái nhá, 40k nhá, 40k một cái đèn quay các nhá, đèn quay nhiều màu nhá, là 40k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lô thắt lưng cá sấu vàng này, lên mã em sẽ cái lô thắt lưng cá sấu vàng. Đấy, để về các bác Tết nhất mình cho các bác nam giới này, đấy các bác mua về vừa làm quà biếu tặng này, mua về sử dụng này, rất đẹp luôn nhá. Một chiếc thắt lưng cá sấu hộp cực kỳ đẹp này, nói chung là đẹp từ hộp vào đến bên trong luôn. Đấy, bên trong này sẽ là một chiếc thắt lưng tang mác đầy đủ bác coi luôn nhá. Đấy, tang mác đầy đủ luôn, mặt cực kỳ đẹp nhá. Đấy, mặt cực kỳ đẹp, mặt hình cá sấu này, phần da đây em bóc cho bác
coi một cái. Nói chung là con này em bán khá nhiều rồi, giá nó bình dân, nó chỉ có 130.000 một cái thôi nhá. 130.000 nhá. Lên mã rồi em sẽ là cái sản phẩm là cái thắt lưng cá sấu vàng, bao gồm là cả hộp gửi tay bác luôn. Đấy chị ơi, thắt lưng đây da cực kỳ đẹp nhá, da rất là mịn sờ sướng tay. Đó, da mềm mịn nhá. Hàng của nó sẽ là hàng lẫy cài này, có nhìn những cái lẫy cài này. Đấy, hàng lẫy cài. Phần mặt rất chắc chắn nhá, phần mặt rất chắc chắn và đẹp, dày rất chắc chắn lắm. Đó, lẫy cài. Đó, về các bác đeo vào lẫy cài rất là dễ sử dụng rồi. Đó, hình mặt da cá sấu nhá. Quá đẹp luôn. Tang mác đầy đủ cho bác coi luôn nhá. Đấy, hàng mới keng, hàng này nó là hàng thanh lý siêu thị nhá. Đó, một chiếc thắt lưng đẹp nha. Giá thì bình dân, vô cùng bình dân luôn. 130.000 một chiếc nhá. Lên mã ơi em sẽ là cái thắt lưng cá sấu vàng. Đấy, thắt lưng cá sấu vàng nhá. 130k một chiếc này, bao gồm là cả cái hộp để về các bác đựng. Đấy, cũng như là mình có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng cho em nha. Đây, cả một cái hộp đẹp này luôn. Là cái hộp nó màu vàng bên ngoài mà nó bọc da màu đen, bên trong nó màu vàng, rất là đẹp luôn. Đấy, cực quý tín đây. Hộp bên trong màu vàng này, bên ngoài này đấy, màu đen. Đấy, có logo la cốt đầy đủ ngon lành luôn nhá. Đây, về các bác làm quà, con này cũng quá chất lượng luôn này. Đấy, rồi các bác mua về biếu tặng, mua về sử dụng cho em ok luôn nhá. 130k có nhá, 130.000 một cái bộ thắt lưng cá sấu vàng nha. 130.000 bộ thôi, giá rất là rẻ. Đấy, các bác nam giới mua về, mình chuẩn bị chơi Tết nhất, đi Tết nhất đeo và nhìn cho nó chất chơi người rơi nhá. Đấy, rồi là mua về làm quà biếu tặng cũng quá đẹp luôn. Đó, đây, quá đẹp luôn này. 130k nhá. Lên mã duy em sẽ là thắt lưng cá sấu vàng, là cả thắt lưng cả hộp luôn, là 130.000 luôn nhá. Đấy, quá hạt rẻ luôn. 130k. Sản phẩm tiếp theo là một cái món đồ về vệ sinh nhà bếp này, một cái combo luôn, một cái combo gồm sẽ gồm có là máy này, máy trà cọ rửa vệ sinh nhà bếp này và một cái chai xịt vệ sinh nhà bếp nhá, rất ok luôn. Đấy, thì em sẽ giới thiệu từng món một. Đầu tiên thì lên luôn với bác mã hàng đó là cái con máy chà bếp nhá. Hôm nay em cũng xả kho cái mã này luôn. Lên mã thì em sẽ là sản phẩm là máy chà bếp này. Máy chà bếp này thì bữa trước đang bán bác là giá là 150.000. Hôm nay em về bác mức giá rất dễ mua luôn. 100k nhá, 100k một con máy chà bếp này, 100.000 một máy nhá. Con này cực kỳ là hay. Đấy, về các bác dùng để chà đồ, chà bếp giáp các thứ nhà mình, Tết nhất nơi rồi. Đấy, các bác chà cọ rửa rất tiện dụng nhá. Đấy, chà đồ vật, chà nhà bếp. Một con máy sẽ gồm có là một thân máy này. Đấy, một thân máy đi kèm là một cái đầu mút đánh bóng này, một cái đầu bàn chải cọ này, một cái cọng dây cáp sạc, đầu bông có thứ phụ kiện đi kèm. Đó. Thì cái sản phẩm này thì nó có pin sẵn rồi nhá. Đấy, có pin sẵn rồi. Về các bác chỉ việc bật lên là các bác dùng thôi. Còn nếu mà các bác khi mà dùng hết pin thì các bác tháo cho em phần nắp đít ra này. Đấy, tháo đi em phần nắp đít ra. Các bác cắm sạc vào đây thì nó đi kèm sẽ có một cái cọng dây cáp sạc nhá. Đấy, thì về các bác có cái cục sạc điện thoại ấy, hoặc là cái nguồn 5V ấy. Đấy, cái nguồn điện 5V mà nó có cái cổng chân USB này là các bác cắm chung với lại cái được cái sạc này là các bác xài thôi. Là các bác sạc đầy thì các bác lôi ra. Đấy, lôi ra các bác sử dụng là các bác dùng có thế thôi, rất ok nhá. Đó, đây em bật cho bác coi. Đấy. Cái con này cái mô men xoắn của nó rất là khỏe nhá. Mặc dù em bấm này, Đấy, em bấm nhưng mà máy nó chạy rất là khỏe luôn. Cái vòng mô men xoắn nó rất là khỏe nhá. Đấy, thì nó sẽ gồm có một cái đầu cước để các bác cọ rửa này. Ngoài ra thì nếu mà các bác muốn đánh bóng thì các bác lấy cho em cái đầu bông nha. Đấy, để các bác lắp vào các bác đánh bóng. Tháo ra lắp vào nó dễ mà, các bác chỉ việc rút này. Đấy, sau đó các bác nếu mà các bác lắp đầu mới vào các bác ấn cho em cái này. Ấn em cái thế là xong. Đấy, còn đây là cái đầu ấy này. Cái đầu này cái đầu trà, đầu đánh bóng này. Đấy, đầu trà đánh bóng. Đấy, máy chạy khỏe kinh khủng luôn. Đó, còn cái đầu này thì là cái đầu cước để các bác cọ rửa này. Đấy, máy chạy rất là khỏe nhá. Máy chạy rất là khỏe. Đó. Một bộ là full combo là cả đầu, cả đít, các thứ, cả dây cáp sạc là full bộ nhài là 100.000 thôi. Đấy, hôm nay em xả kho bán anh bác luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái con máy chà bếp nhá. Đấy, con máy chà bếp để về các bác vệ sinh nhà bếp, cọ rửa ok luôn. Là 100k một cái bộ này nhá, 100k một cái bộ này. Ngoài ra thì bên em có bán kèm thêm cho bác, đó là cái này là cái chai xịt tẩy rửa nhà bếp nhá, xịt tẩy rửa nhà bếp. Chai này thì hiện tại bên em đang có giá sẽ là 40.000 một chai. Đấy, bữa trước đang bán là 60.000 đấy, đợt này cũng đang giảm giá xả kho thì có 40k thôi. Lên mã em sẽ là cái chai xịt tẩy rửa bếp nhá. Đấy, xịt bếp tẩy rửa bếp này. Giá đang của bác là 40k nhá. Con này nó là dạng bọt, về bác cứ xịt trực tiếp vào những cái chỗ nào nó cáu bẩn, vết bẩn ấy. Sau đó các bác ngâm cho em, đến lúc nào nó tan bọt thì các bác dùng cái máy này các bác đánh cùng, hoặc các bác có thể dùng những cái bàn cọ, bàn cạo rồi các bác đánh. Đấy, cọ xong con nồi các bác đánh nhá. Một chai 500ml hương chanh cam nhá, cực kỳ thơm luôn. Đấy, hương chanh cam rất thơm. Đây em sẽ xịt cho bác coi. Nó là dạng bọt nhá, nó là dạng bọt này. Đây này, em xịt cho bác coi. Xịt thì các bác nhớ cho em lắc đều này. Đấy, nó là dạng bọt này. Đấy, khi mà xịt thì nó sẽ ra bọt này. Đấy thì các bác cứ để nó tan bọt thì nó sẽ làm sạch bẩn, và bắt đầu là các bác dùng cái bàn bàn cọ, bàn cạo, các bác
cọ cạo đi xịt đi, sau đó các bác dùng một cái khăn khô các bác lau sạch hết những cái bọt cái dung dịch còn lại. Ok, con này nó dựa những cái công thức là nó sẽ phá tan những phần cấu trúc của cái dầu mỡ nhá. Đấy, để khi mà các bác vệ sinh, đặc biệt là các bác vệ sinh nhà bếp nó rất là dễ dàng vệ sinh, rất hay luôn. 40 ngàn một chai nhá, lên mã sẽ là chai xịt bếp đang của bác là 40k. Còn cái con máy chai bếp này thì em đang xả kho là có 100 ngàn thôi. Đấy, một con máy chai bếp rất là hay. Đấy, về các bác cọ rửa vệ sinh nhà bếp nhá, rất là hay luôn. Đây các bác cùng quay cái sản phẩm máy chai bếp này. Chỉ cần dùng máy cọ rửa điện đa năng di chuyển nhẹ nhàng là đã có thể đánh bay mọi vết bẩn ở bếp. Sản phẩm có đến 3 đầu cọ thay thế được dùng để làm sạch khu vực bếp với những vết bám trên đầu. Vệ sinh xong nồi hay bồn rửa một cách nhanh chóng. Sản phẩm giúp việc nhà trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn khá nhiều. Đó, thực tế về cái sản phẩm máy chai bếp nhá, dùng rất là hay luôn. Đó, máy chai bếp. Chai đây là cái sản phẩm về chai xịt vệ sinh nhà bếp nhá. Đấy các bác dùng để xịt vệ sinh nhà bếp xong nồi chảo chậu các thứ này ok luôn, rất là hay. Đó. 40k nhá, 40k một cái chai xịt vệ sinh nhà bếp nha. Đấy, còn cái máy chai bếp thì là 100 ngàn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác máy hàng đó là cái bình lọc dầu thừa nhá, bình lọc dầu thừa. Đấy, nhà các bác Tết nhất này. Đấy, ngày Tết ngày nhất là hay nấu ăn nấu nước nhiều này. Đấy, các bác mua cho em cái bình này về. Đôi khi là các bác dầu mình rán một lần đấy, bỏ đi thì hơi tiếc thì các bác mua cho em cái bình này về nhá. Đấy, để các bác lọc những cái dầu thừa. Đấy, dầu mà mình vẫn có thể dùng được ấy. Các bác lọc, mua cái bình này về các bác lọc này. Inox 304. Cái bình này thì dung tích của nó khoảng tầm 1,3 lít nhá, nó khá là nhiều. Đấy, nó sẽ gồm có là một cái bình như này này, một cái bình nha. Đây để em lấy cho bác coi. Đấy, một cái bình nha. Đấy. Một cái bình dung tích 1,3 lít này, khá là to luôn. Đi kèm là một cái lưới lọc nhá, một cái lưới lọc và một cái phễu lọc như này này. Đấy, dạng lưới thì về các bác có những cái dầu thừa các bác đổ trực tiếp đây thì nó sẽ qua cái màng lọc này, nó sẽ lọc hết những cái cặn. Đấy, cái cặn này các bác sẽ bỏ ra, còn lại nó sẽ để giữ nguyên được những cái dầu trong suốt, thì lần sau ví dụ các bác có thể lấy cái dầu đấy mình dùng thêm một lần, một vài lần nữa. Đấy, vừa tiết kiệm mà nói chung là đỡ lãng phí nhá. Đấy, đỡ lãng phí. Và đi kèm nó có cả một cái nắp vung đậy này. Đây cái phần quái này về các bác lắp vào. Đấy thì có cả một cái nắp vung đậy, đậy rất là kín luôn. Đấy, để đỡ bị ruồi bọ thứ nó bâu vào này. Đó, ok luôn. Đấy, dùng xong rồi các bác đậy vào ok. Đấy, và có cả cái lưới lọc nha. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái bình lọc dầu thừa nhá. Đấy, bình lọc dầu thừa để các bác sử dụng nhà bếp lọc dầu thừa, dầu thải các thứ ok luôn. Giá bên em đang gửi bác là đi 40k thôi. À xin lỗi bác là 50k. Đấy, bình lọc dầu nhá, bình lọc dầu thừa, bình lọc dầu thừa này. Đang gửi bác là 50k nhá. 50k cho một cái bình lọc dầu thừa inox 304. Bình này dung tích là 1,3 lít nhá, 1,3 lít khá là to luôn đấy. Đó thì cái bình này sẽ có giá là 50.000 nhá. Thì nó sẽ gồm có là một cái lưới lọc này. Đi về các bác mỗi lần mà có dầu thừa mình dán một lần xong vẫn có thể dùng được thì các bác cho vào cái này các bác lọc. Đấy, qua cái dây lọc này các bác lọc này. Lọc xong rồi các bác lại có một cái lượt dầu mới để các bác có thể lần sau tái dụng được coi nhá. Đó, 50k một cái bình lọc dầu thừa nhá, 50k một cái này. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái ống để các bác để dao để đũa đây này. Đấy, để dao để đũa đây rất ok. Ống này bằng inox 304 nhá, cực kỳ là to tát chắc chắn luôn. Đấy. Giá thì hiện tại em đang gửi bác là 160.000 một cái ống nha. Đấy, nó sẽ gồm có là một cái bên để các bác để dao nhá, và một bên để các bác để đũa này. Đấy, bên này thì các bác dùng để đũa để thìa này, còn bên này các bác để dao để kéo thứ vào đây, dắt dao kéo đây ok luôn. Vừa một trong hai nhá, vừa dắt dao kéo vừa vắt đũa thìa đây, đúng trên hình các bác coi đây. Đấy, bên này các bác để dao kéo này, bên này các bác để đũa thìa, để đũa thìa đây ok luôn nhá. Đó, em báo giá luôn, lên mã em sẽ cái kệ để dao, à cái ống đũa để dao để thìa này. Đấy, cái kệ để dao, kệ để dao để đũa thìa. Đấy, để đũa thìa giá đang gửi bác là đi 160k nhá, 160k một cái kệ nhà, 160.000. Thì chất liệu bên ngoài của nó sẽ là inox 304 nhá, inox 304 sáng bóng đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, bên trong thì sẽ là bằng nhựa nhá, phần ruột là bằng nhựa. Đấy, con này thì rất hay là nó có thể là tháo rời ra để các bác tiện việc vệ sinh. Đấy, có thể tháo rời ra, mỗi lần mà ví dụ bẩn chút thì mình có thể tháo ra để các bác vệ sinh ok luôn, rất hay. Đây, tháo cả phần nắp đít, cả phần đầu luôn này. Đấy, và bên trong có nhìn này, sáng trang luôn này. Đó, ok luôn. Cái này là cái phần đế này. Đó, dùng xong là các bác có thể tháo rời ra để các bác vệ sinh nhá. Hay là hai cái sản phẩm đấy, rất ok, cực kỳ là thông minh, hữu ích luôn. Đó, có thể tháo rời ra để vệ sinh. Đó, còn bên này các bác cắm ống đũa thìa cái thứ nào, bên này các bác cắm thìa, cắm dao kéo thì đúng như trên hình các bác đang coi này nhá. Đúng như trên hình các bác đang coi này. Đấy, một bên cắm dao đũa, một bên bán thìa. Lên mã em sẽ cái kệ để dao đũa thìa. Đấy, bên em đang gửi bác là 160.000 một cái này nhá. Để trên bàn bếp này mình nhìn rất là sang trọng lịch sự luôn. Inox 304 sáng bóng đẹp tuyệt vời luôn. 160k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái lọ sáp ong này, lọ sáp ong để về các bác chuyên dùng để đánh bóng đồ gỗ nhá. Đấy, chuyên dùng các bác đánh bóng đồ gỗ dùng rất hay luôn. Đấy, chất liệu này 100% là từ
sáp ong này, đấy, 100 natural, sản phẩm tự nhiên nhá. Đấy. 100 từ sáp ong, một lọ là khoảng tầm 80 g. Đấy, về các bác xài được khá là nhiều đấy. Về các bác chuyên dùng để đánh bóng đồ gỗ, đồ nội thất các thứ nhà mình nó ok. Giá bình dân hạt rẻ thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái lọ đánh bóng đồ gỗ nhá, lọ đánh bóng đồ gỗ, một hũ đánh bóng đồ gỗ này với giá chỉ có 20k thôi, 20k nhá. Đánh bóng đồ gỗ này. Đánh bóng đồ gỗ 20k một hũ thôi nhá, 20.000 một hũ thôi, giá rất hạt rẻ bình dân. 100% sản phẩm tự nhiên từ sáp ong nhá, nên là các bác đánh bóng đồ gỗ nhìn rất là bóng đẹp, nó tái tạo màu rất tốt đấy. Gỗ đồ gỗ trước lâu ngày các bác tiết nhất muốn đánh cho nó bóng lại liền đẹp hơn này. Đấy, các bác mua cho em cái loại này về 20k một lọ nhá. Sáp ong đánh bóng gỗ. Tiếp theo thì về lên luôn cho bác đó là cái chai xịt inox này, chai xịt mạ inox nhá, chai xịt mạ inox em báo giá luôn, một chai này sẽ có giá là 50k. Lên mã em sẽ là cái chai xịt mạ inox nhá, xịt mạ inox. Một chai này sẽ có giá là 50k một chai. Đấy, 50k một chai. Một chai này thì có dung tích là 350 ml, tương đương với là 180 g. Đó, về các bác dùng để xịt vào đồ đạc nhà mình. Đấy, những cái chỗ nào mà nó đang bị rỉ sét nhá. Đấy, các bác dùng để các bác xịt vào cho em. Đấy. Trước khi xịt thì các bác nhớ cho nó lắc đều. Đấy, lắc đều, sau đó các bác xịt tiếp vào cái chỗ nào mà các bác cần phủ lên. Đấy, để cho nó mới đẹp hơn. Đấy, đặc biệt là Tết nhất các bác xịt lên đồ đạc các thứ như mình nhìn cho nó mới đẹp hơn nhá. Các bác mua cho em cái chai này về 50.000 một chai nhá, 50.000 một chai. Xịt lên cửa giá những chỗ nó rỉ sét là rất là sạch luôn. Đó. 50k một chai nhá, chai xịt mạ inox nhá. Đây em sẽ xịt thử với bác một chút này. Đấy, xịt thử bác một chút để xem về cái thành quả nó nhào nhá. Đây em xịt cho bác coi. Đấy, có thấy không? Đây này. Các nhìn này. Đấy, hai bên nó khác hẳn nhau nhá, một bên nó bóng lên luôn, một bên là nhìn nó cũ hẳn đi này. Đấy, các bác dùng để các bác xịt mạ inox lên nhá, rất là đẹp luôn. Đấy, các bác xịt cứ đều đều tay cho em, lắc đều các bác xịt nhá. Đấy, nó bóng lên sáng láng luôn, mình nhìn này. Bóng sáng trưng luôn nhá. Đó. 50k một chai nhá. 50k một chai này. Đấy, 50k một cái chai xịt mạ inox nhá. Đấy, 50k một chai, dùng rất hay luôn. Đó, chai xịt mạ inox nhá.